Con đường tu tập theo đạo Phật có ba giai đoạn tu thiền định. Một là ly, hai là diệt, ba là xả. Ly nghĩa là gì? Ly nghĩa là lìa xa, rời xa, tránh xa. Diệt nghĩa là gì? Diệt nghĩa là đóng lại, làm cho ngưng hoạt động, dừng lại. Xả nghĩa là gì? Xả nghĩa là bỏ ra, ném ra, không cần dùng nữa. Giai đoạn thứ nhất trong một năm tu tập, các con chỉ có tu tập ly dục, ly bất thiện pháp. Thế mà các con đã lầm lẫn nên cứ tu ở giai đoạn diệt và xả. Vì thế sự tu tập của các con trở thành mù mờ, nên không biết mình tu cái nào chính, cái nào phụ. Cái chính là ly dục, ly bất thiện pháp, tức là tu tập ba đức ba hạnh. Còn cái tu phụ là nhiếp tâm trong hơi thở, nó chỉ phụ trợ cho sự tu tập ly mà thôi. Các con đã lầm, nên lấy cái tu chính làm cái tu phụ, còn cái tu phụ làm cái tu chính. Vì thế khi thi các con đều rớt hết là phải. Qua một năm tu tập, khi tuyển thi lên lớp mới nhận ra được sự lầm lẫn tu sai của các con. Bây giờ thầy sẽ giảng tập giai đoạn thứ nhất là ly, để các con hiểu đúng cách. Xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải tu ở giai đoạn này 6 năm khổ hạnh mới ly được dục. Còn ở giai đoạn 2-3 thầy không giảng. Vì có giảng các con sẽ hiểu lộn xộn, rồi không biết lớp lang tu tập. Chờ khi nào các con tu tập xong giai đoạn thứ nhất, thầy sẽ giảng giai đoạn thứ hai. Tu giai đoạn thứ hai xong, thầy sẽ giảng giai đoạn thứ ba. Tu tập giai đoạn thứ nhất là phải xét lại ba đức, ba hạnh. Ba đức, ba hạnh là phương tiện tu tập ly dục, ly bất thiện pháp. Ba đức, ba hạnh là gì? Ba đức là nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Ba hạnh là gì? Ăn, ngủ, độc cư. Bây giờ thầy triển khai giai đoạn 1. Giai đoạn này thầy chia làm 2 phần. 1. Ly dục. 2. Ly bất thiện pháp. Các con tu tập phần thứ nhất trước, đó là phần ly dục. Phần này các con phải lập ba hạnh. Một, ăn. Hai, ngủ. Ba, độc cư. Vậy ly dục là gì? Ly dục là lìa xa, rời xa, tránh xa lòng ham muốn của mình. Muốn lìa xa lòng ham muốn của mình thì các con phải tìm xem đối tượng của lòng ham muốn
là cái gì? Trong đời sống hàng ngày của con người có năm đối tượng dục lạc khiến cho tâm các con sinh ra ham muốn. Một là ăn, hai là ngủ, ba là sắc dục, bốn là danh, năm là lợi. Muốn xa lìa năm thứ dục lạc này, Thầy lấy ba hạnh để các con tu tập ly dục. Hạnh thứ nhất, ăn. Hạnh thứ hai, ngủ. Hạnh thứ ba, độc cư. Muốn tu tập lập được ba hạnh này thì các con đã xa lìa tâm ham muốn, mà còn gọi là tâm ly dục. Muốn lập được ba hạnh này, các con phải hiểu rõ nó, cái hại và cái lợi của ăn ngủ độc cư như thế nào. Đến phần thứ hai là ly bất thiện pháp, Thầy sẽ giảng trạch cho các con để hiểu rõ cách thức tu tập như thế nào đúng. Phần thứ hai trong giai đoạn một của thiền định là ly bất thiện pháp. Ly là gì? Ly nghĩa là lìa xa, rời xa. Bất thiện pháp là gì? Bất thiện pháp là tham, sân, si, mạn, nghi, những thói quen tật xấu, những điều suy nghĩ, những lời nói, những hành động của thân và làm mọi việc đem đến cho mình khổ, người khác khổ. Bất thiện pháp còn gọi là pháp ác, pháp hung dữ, pháp khổ đau. Vậy muốn lìa xa các pháp ác thì các con phải rèn luyện tu tập mình bằng ba đức: một, nhẫn nhục; hai, tùy thuận; ba, bằng lòng. Các con nên lưu ý ba đức tính giải thoát này là để lìa xa các pháp ác rất là khó tu. Một, nếu không biết rõ tu tập cho đúng cách thì sẽ hoài công vô ích. Hai, nếu không đủ nghị lực, bền chí, gan dạ, kiên trì thì cũng bỏ cuộc giữa đường tu hành. Ba, nếu không cầu xin pháp chỉ thẳng, đập thẳng, đánh mạnh mẽ của thiện hữu tri thức thì cũng khó lập được ba đức này vững vàng. Bây giờ Thầy trở lại bài giảng ly bất thiện pháp. Muốn tu tập ly bất thiện pháp thì các con phải dùng ba đức: một, nhẫn nhục; hai, tùy thuận; ba, bằng lòng. Muốn tu tập đức nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng thì phải đứng trước mọi hoàn cảnh, mọi sự việc, mọi đối tượng. Các con phải tu tập pháp hướng tâm, còn gọi là pháp dẫn tâm. Pháp hướng tâm như thế nào? Pháp hướng tâm là pháp dẫn tâm vào một lý chân chính giải thoát của đạo. Pháp chân chính giải thoát của đạo là gì? Pháp chân chính giải thoát của đạo là chỉ thẳng vào mọi duyên, mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng, mọi sự việc xảy ra đều hiểu biết rõ nó là vô thường, khổ,
và không có thực thể bản ngã trong đó. Chỉ do các duyên hợp mà thành và các duyên tan là mất, không có một cái gì còn tồn tại. Khi đã hiểu rõ như vậy và thấy rõ như thật, thì dùng pháp hướng mà nhắc tâm như vậy. Cái tâm từ đây về sau không được kiến chấp các duyên là thật, mà phải thấy nó vô thường, khổ, vô ngã, nên không còn phiền não, đau khổ trong tâm nữa. Hai, các duyên tan hợp theo nhân quả diễn biến luân hồi, nên không có thật thể bản ngã, toàn là vô thường, khổ, vô ngã. Vậy từ đây về sau, cái tâm không được chấp các duyên là ngã, mà hãy bỏ xuống đi, không còn được giận hờn, phiền não, đau khổ. Ba, đời sống của con người là duyên tan hợp của nhân quả, cho nên không có bản ngã chân thật, toàn là vô thường và đau khổ. Vậy từ đây cái tâm hãy bỏ xuống, không được chấp cái ta nữa. Vì chấp cái ta là tạo thêm đau khổ và ác pháp trong tâm. Bốn, ai theo các duyên nhân quả tạo ác là phải thọ lấy cái khổ. Ta không dạy gì đem khổ vào thân. Từ đây cái tâm hãy bỏ xuống đi, để được an vui thanh thản. Các con phải cố gắng động não triển khai những trí tuệ nhân quả duyên tan hợp, để thấu rõ lý vô thường, khổ, vô ngã của đạo, thì chừng đó các con mới nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng được. Đây là pháp dẫn tâm lập đức nhẫn nhục vào tam ấn của Phật theo duyên tan hợp diễn biến luân hồi của nhân quả. Khi có một niệm khởi ra trong đầu, thì các con mau dẫn tâm vào lý giải thoát, giữ tâm thanh thản. Muốn dẫn tâm cho được thanh thản, các con phải nhắc tâm như thế này: khi có một niệm tào lao khởi lên, một, cái tâm phải thanh thản, không được nghĩ ngợi tào lao, vì nghĩ ngợi tào lao cái tâm bị phân chia ra, tan nát, khó mà nhập thiền định được. Hai, khi biết tâm mình thường dễ dẫn hờn, phiền não, đau khổ, thì phải dẫn tâm như thế này: cái tâm phải thanh thản, không được giận hờn, đau khổ, phiền não nữa, vì đau khổ, phiền não là các pháp ác. Ba, khi có một niệm thương nhớ, lo sợ, thì phải dẫn tâm như thế này: cái tâm phải thanh thản, không được thương nhớ, lo sợ, vì các pháp là do duyên tan hợp theo nhân quả, nên không có gì là của mình. Vậy hãy bỏ xuống, đừng thương nhớ lo sợ, vì thương nhớ lo sợ là ác pháp, là pháp làm đau khổ trong tâm hồn của mình. 4. Khi tâm không có niệm khởi, đang ở trong trạng thái thanh thản, thì nên dẫn tâm như thế này: cái tâm phải thanh thản, trong trạng thái thanh thản, vì có thanh thản tâm mới có nội lực, tâm có nội lực tâm mới nhập được thiền định. Trên đây là pháp hướng tâm thanh thản để giữ tâm thanh thản. Muốn giữ tâm thanh thản thì phải nương vào hơi thở tùy tức, thỉnh thoảng lại nhắc tâm thanh thản một lần. Trên đây là giữ tâm thanh thản trong hơi thở. Lúc nào, giờ nào, ngày nào, hãy có rảnh
là dẫn tâm vào thanh thản, đó là tu pháp hỷ, mà cũng là chính cách thức dẫn tâm trong trạng thái thanh thản này là dẫn tâm tập nhập sơ thiền để lập đức nhẫn nhục ly ác pháp. Tâm có thanh thản thì tâm mới có bình tĩnh sáng suốt. Tâm có bình tĩnh sáng suốt thì tâm mới nhẫn nhục được. Tâm có nhẫn nhục được thì tâm mới có tùy thuận. Tâm có tùy thuận được thì tâm mới có bằng lòng. Tâm có bằng lòng được thì tâm mới xả được. Tâm có xả được thì tâm mới ly được ác pháp. Tâm có ly được ác pháp thì tâm mới có an vui hạnh phúc. Tâm có an vui hạnh phúc là tâm nhập sơ thiền. Trên đây là pháp hướng dẫn tâm thanh thản để ly các ác pháp, nhập sơ thiền, lập đức nhẫn nhục.